kiếm robux.com, shop bán nick và robux giá siêu rẻ. Bạn có thể mua nick Block Food giá siêu rẻ, tại danh mục nick Block Food sale 90% vào khung giờ vàng trong ngày. Ngoài ra chỉ với 50k bạn có thể mua được nick có Mochi V2 vĩnh viễn, hoặc Leopard vĩnh viễn nếu như bạn may mắn khi mua các danh mục nick gian dòm. Các bạn lên ngay kiếm robux.com để ủng hộ mình nha, link shop mình để ở phần mô tả video. Ok, hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình làm clip đó chính là mình sẽ chỉ chi tiết từ A tới Z cách tải nhé và cách SK phiên bản hack slot lớp 18 nhé. Ok, thì đầu tiên nhé, thì các bạn nhé sẽ ấn vào clip của mình, sau đó nhé các bạn sẽ kéo xuống phần mô tả clip nhé, sau đó nhé các bạn kéo xuống phần mô tả clip, các bạn tìm cho mình dòng chữ nhé, hack slot lớp 18 nhé, đó. Sau đó các bạn ấn vô cái dòng link nhé, đó, sau đó ấn vô cái đường link của nó nhé, ấn vô này. Ấn vô nhá. À, nó ra một cái như này nhá. Thì các bạn sẽ x nhá. Cái quảng cáo ra, x ra. Đó. Sau đó các bạn kéo xuống. Các bạn tìm cho mình dòng chữ nhá. Subscriber, ấn vô mình nhá. Đó, subscriber này, ấn vô. Ok nhá. Sau đó nhá, các bạn sẽ đăng ký nhá và bấm chữ đăng ký nhá và bấm chữ kênh của mình. Như này. Và bấm chữ kênh mình nhá. Đó, ok. Sau khi nhá đăng ký và bấm chữ kênh nhá thì nhá, các bạn sẽ mới được mở khóa để gọi là tag nhá. Đó, ok. Sau đó nhá, các bạn sẽ ấn vào tab web các x ra, các bạn nhá, bộ trang của mình đó. Sau đó nhá, các bạn sẽ ấn vô dòng chữ nhá unlock cho mình, ấn vô nhá, đấy, ấn vô x ra này đó, ok. Sau đó các bạn sẽ ấn vào chữ unlock lần hai nhá, ấn vô mình này, ấn vô đấy, đấy nhá là nó ra một cái file media nhá, clip số lớp 18 này, các bạn sẽ ấn vô tải về nhá, ấn vô này đó, ấn vô này đấy nhá, là tải về các bạn nhá, đấy tải về này. Đây, tải về bản sao lớp với tải các bạn nhé. Đây, cứ đi số lớp với tải. Ok, sau đó tải xong đúng không? Thì các bạn sẽ tiến hành giải lẽ nó ra nhé. Cái này, ấn vô này. Đó, và ấn mở mình nhé. Mở, đấy nhá. Đây nhá, là nó ra một quét, là nó ra một cái như này nhá. Thì nhá, các bạn sẽ xóa nhá. Xóa cái phiên bản nào là cũ nhá, để không bị lỗi nhá. Thì các bạn xóa nhá. Xóa cái phiên bản robux cũ nhá, để không bị lỗi, xóa như này. Đó, xóa cho mình đi nhá. Đó, xóa cho mình đi. Ok. Sau đó các bạn sẽ vô cái app Hero này, ấn vô mình này, vô này, đó. Sau đó các bạn sẽ ấn vô chữ install mình này, ấn vô này. Ấn vô này, đó. Sau đó các bạn sẽ ấn vô chữ cho phép mình nhá, cho phép. Tại hai cái thôi. Cho phép mình này, cho phép này. Đấy. Ok, sau đó các bạn sẽ ấn phần install lần thứ hai nhá. Đó. Đấy nhá. Là nhá, sẽ cài cho các bạn một bản Roblox lúc nhá. Đấy, đang cài mọi người, đang cài về đây này, cái dòng đăng tải này. Đấy, nặng hơn 100 MB nhá. Đấy, đang cài nhá. Đấy, ok. Thì khi được cài xong thì mình sẽ chỉ các bạn bước tiếp theo nhá. Ok, thì mình đã vô được game đây. Thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách SK phiên bản hack slot lớp nhá. Đấy nhá. Thì nhá, cái slot lớp 18 nhá. Thì nhá, các bạn có thể kéo thả nhá. Các bạn có thể kéo thả và giấu nhá. Đây, kéo thả đỡ bị vướng mắt này. Đấy, kéo thả nhá. Đấy, kéo thả này, giữ và kéo thả nhá. Đấy. Giữ được kéo này. Thả ra là để đúng chỗ đấy, giữ cơ thể đấy, giúp bạn đỡ bị vướng mắc chẳng hạn đó. Ok nhá. Thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách cây nhá. Thì các bạn sẽ ấn vô cái số nước này đó. Sau đó các bạn sẽ ấn vô dòng chữ cắt cây đấy nhá. Đấy là nhá, là mở cho bạn một cái test, một cái web như này. Thì các bạn sẽ kéo xuống và các bạn xác minh phần nhá, tôi đó là người nhá. Đây ấn vô xác minh này đó, tôi về này. Đây vua đồng nhấp dựng ảnh có chứa một cây đàn guitar đấy. Xác minh cho mình nhá, kiểm tra đó, kiểm tra mình này, đấy, kiểm tra nhá đó, ok. Sau khi xác minh xong nhá, thì các bạn sẽ ấn vô chữ gắt cây, ấn vô, đấy, ấn vô lắc mạng lắc quá nhỉ, quay tròn không này, mạng lắc các bạn ơi, sao nào hay lắc chưa ra, đấy nhá, sau khi ấn vô nhá. Là nó ra một cái quét tên là nhé, Link Versity nhé. Thì các bạn sẽ kéo xuống, các bạn tìm cho mình dòng chữ nhé, Free Access, các bạn ấn vô. Ấn vô này. Đó. Sau đó các bạn sẽ xác minh lần 2 nhé. Đó. Đây, vô đồng nhấp từng ảnh có chứa một cây đàn guitar tiếp này. Đó, kiểm tra tiếp. Đó, kiểm tra. Các cây ấn chữ Continue to Checkboy 3 nhé, ấn vô. Đấy đó. Nhá, là ra một quét, này, Link Versity. Thì bạn kéo xuống tiếp, các bạn tìm cho mình dòng chữ Free Access vô nhé. Đó. Sau đó bạn kéo xuống tiếp, các bạn tìm dòng chữ
Đây, video sẽ tự ấn vô tiếp này. Đấy, ấn vô tiếp. Đấy. Sau đó xác minh tôi lần thứ ba nhé. Ấn vô này. Đây, vui lòng nhất từng ảnh có chứa một cây đàn guitar. Đây, chấp cho mình. Đấy, xác minh tiếp. Kiểm tra các cây ấn vô này. Đấy nhá. Là các bạn sẽ có cái tiếp này, bước bước tiếp theo này. Đó là các bạn ơi. Xong chưa này? À, chúng ta kiểm tra mạng lá quá hát kêu chưa này, kiểm tra này nó các cây ấn vô này đấy nhá. Đây là ra một quét link với tí nhá, thì các bạn lại kéo xuống tiếp, các bạn tìm dòng chữ tiếp, video sẽ ấn vô đấy. Đấy nhá, là các cây nhá, bạn sẽ copy cây mình này, copy cây này, bạn bộ được game cho mình nhá. Ok, thì sau khi các bạn lấy cây đúng không? Thì bạn sẽ vào game nhé. Và các bạn sẽ lên cái web kia. Đó. Và nhá, các bạn sẽ ấn vô cái biểu tượng ô vuông này để nó có cái cây nhé. Ấn vô, đó. Và sau đó các bạn vào game cho mình. Vào game này. Và các bạn sẽ ấn vô xuống nước này. Đó. Và các bạn sẵn cái vô nhá. Ấn cái vô. Và các bạn nhá, sẽ ấn vô chữ là Continue to nhá. Đó. Ấn vô đấy nhá. Đấy nhá. Là một cây nhá, một cây nó sẽ tồn tại trong 24 giờ. Đây này, cây in. Ok, thì mình đã chỉ các bạn cách cắt cây rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách dán dán script nha. Đây, thì các bạn sẽ copy script nhá. Đó, copy script này. Đó. Thì nhá, các bạn sẽ sao chép script này. Đó, sao chép script nhá. Đó, ok. Sau đó nhá, các bạn sẽ ấn vô nhá. Ấn vô cái này, ấn vô cái biểu tượng. Ok nhá, sau khi các bạn đã sao chép script đúng không? Thì các bạn sẽ ấn vô chữ nhá, editor này, đó. Sau đó nhá, các bạn sẽ ấn vô nhá cái biểu tượng quyển sách này, ấn vô nhá để dán script nhá, ấn vô đấy. Sau đó nhá, các bạn sẽ ấn vô chữ execute nhá để nó chạy script nhá, lại ấn vô. Đây. Đấy nhá. Đây là bản script mà lên hút được đấy, là các bạn comment hack nhá. Ok, thì mình sẽ để link script nhá với cả link hack ở phần mô tả script nhá cho bạn trải nghiệm. Đây. Thì nó farm mai thứ này, setting farm này đấy, phát cái thứ này, info farm này, farm never đây, chọn vũ khí đấy, chọn nó mới lên cận chiến này, auto farm never bật lên này đấy, chọn farm bot nhé, bot farm này, auto farm bot thứ này, bản này farm khá ngon nhé, vẫn item này, info item này đấy, auto evo thứ này, kiếm ra ngô khu này, haki này, kiếm ra ma, đắc đen gơ này, căn vendor đấy chứ, mọi người nên đến mẹ kiếm cơ bản thôi, đấy rất là ngon nhé, cái này khá nhẹ nhá. Còn đi farm được đây phần drive phần full nhá, đấy đi drive này, auto này, các bạn đi drive thử này, ăn full này, trái gì đây, trái quay ạ, trời ơi đen đi, đấy rất là ngon nhá, phần mic này các bạn chỉnh nữa, chỉnh thêm, ok cho mọi người, đấy, skill này rất là ok rồi nhá, có tính năng kêu ra thứ thôi, nhưng mà mình tính cơ bản để các bạn đi farm mượt mà nhá, giảm nát thứ thôi. Khá nhẹ giúp giảm giảm nát chủ yếu nhá, vì skill này nó không nhiều tính năng, đôi khi giảm nát bạn thì giúp bạn chơi ngon hơn 13 hơn nữa. Ôi, nó bay qua đảo kia úp mà bay xin tường luôn này, đúng thật sự luôn. Ok, thì mình đã chỉ các bạn cách tải hack nhá, có thể cách hack cái nào rồi bạn thấy hay hay kỳ mình nhớ cho mình xin một like, một đăng ký bấm chuông và để lại một comment ở dưới clip nhé.